nay mình nấu món gì vậy anh? Đừng hỏi anh, hỏi Cúc Cu nha. Thành nồi siêu bền X-War, chịu nhiệt độ và áp suất cao tới 1.8 atmosphere. Áp suất được xả bởi van xả áp, có thể nấu các món ăn cần áp suất cao từ cơm trộn tới thịt bò hầm. Mang tới bữa ăn dinh dưỡng với vị ngon tuyệt đỉnh. Nồi cơm điện Cúc Cu, siêu áp suất, chuẩn vị cơm.